hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác với cái xe đạp. Và hôm nay giờ bác tiếp tục với bác một mẫu xe thương hiệu Ý, Java. Thì như bác biết thì bên em về rất nhiều về cái model của Java, cũng dòng Java Siluro và Maruto. Thì hôm nay em về trước Java Fuoco, một phiên bản nâng cấp của dòng Java Siluro, phiên bản đời mới, cao cấp, và trang bị với một group chính hãng của Shimano 105 và hợp kim nhôm 7005, hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Java thương hiệu Ý, càng carbon. Và bây giờ xin mời các bạn thử chiếc xe. Vâng, thì như các bạn biết thì em đã giới thiệu rất nhiều trong video trước về cái mẫu dòng Java Siluro. Thì đây là một phiên bản cao cấp hơn dòng Siluro, là dòng phiên bản Fuoco đến từ thương hiệu Ý, dòng Java được đánh giá rất là cao như các bác quan tâm. Thì cái mẫu xe lần này em về cái màu ghi và màu xanh, ghi xanh nhá. Thương hiệu Java rất là nổi tiếng rồi, không còn gì xa lạ đối với những bác đạp xe đạp lâu năm. Xe làm từ hợp kim nhôm Aluminium Boro 7005, hợp kim nhôm siêu nhẹ trên cả hợp kim nhôm 6061. Và cái thiết kế của nó rất là trẻ trung và hiện đại, và thiết kế ra bộ khung dẹp, thiết kế cái bộ khung khí động học hợp lực, hợp kim nhôm không mối hàn, là cao cấp. Tổng thể xem đánh giá mới tầm 90% xe, tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe nhưng không ảnh hưởng đến xe cả. Xe trang bị với bộ dây sườn cao cấp, đây trên khung mình các bác, đây là cái mẫu dòng Java thương hiệu Ý Fuoco, phiên bản nâng cấp thêm cải tiến hơn so với dòng Siluro mà em giới thiệu qua các bác, cao cấp hơn. Cổ hút ghi đông thì chính hãng của DK, thì như em giới thiệu các bác thì riêng dòng Java này thì luôn luôn là đi dành cái phụ kiện của dòng DK đặc quyền, giống như dòng Trek và đi theo liền thương hiệu của Mustang. Xe trang bị với cấu hình Shimano cao cấp chính hãng 1.5, nút bản theo xe. Bên tay phải em trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Ở trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh Techo 735 cao cấp. Càng carbon chính hãng của Java Fuoco, nguyên bản theo xe. Vành chính hãng, vành của DK, vành bản 5 phân, vành nhôm. Mayer chính hãng, Mayer của DK, nguyên bản theo xe, cũng rất là mới. Xe được sử dụng với cặp lốp chính hãng của Continental, lốp hiệu nhá, lốp hiệu chính hãng của Continental, là cao cấp. Thiết kế cho cái bộ khung khí động học lực, đơn ma là phía đằng trước xe được đẩy một miếng vát về phía đằng sau xe, giúp cho người vận động xe có lực đạp tốt hơn. Và vẫn là cái cọc yên chính hãng của DK, cọc yên nhôm dẹp, nhưng mà theo xe, yên chính hãng của yên DK Fuoco. Đây có một cái vết xước nhỏ cái yên xe đây, nguyên bản theo xe, vẫn còn nguyên bản đâu vậy, em vẫn để nguyên. Đùi đĩa trục rỗng chính hãng, đùi đĩa nhôm trục rỗng của DK, nguyên bản theo xe. Bê đan bạc đạn cũng nguyên bản theo xe luôn. Gạt đĩa Shimano 1.5,
Củ đề sau là củ đề chính hãng của Shimano 1.5, nguyên bản theo xe. Đằng sau xe được sử dụng với cặp Meyer chính hãng cối lổ của DK, nguyên bản theo xe. Trang bị với củ đề 1.5 Shimano. Trang bị với 11 tầng lip. Chính hãng nguyên bản theo xe luôn. Meyer cối lổ chính hãng của DK. Vành DK. Vành bản to không nhá. Rất là khỏe xe. Thằng xe được thể hình dung luôn trên khung xe của nó là size 46. Chiều cao đứng của khung xe em đo là size 46, tức là size S. Thì các bác hàng 1m6 đến trên 1m7. Đây, khung hình của xe tổng thể sang quay cho bác xem đây. Mẫu Java Fuyoko, thương hiệu Ý, chạy đêm sườn, rất là cao cấp. Hàng giờ kim nhôm không mối hàn 7005. Và bây giờ xin nhắn tiếp hoạt động của xe. Vâng, xe trang bị với 11 tầng lip, chính hãng của 1.5. Lên lip này. Máy ơ cối lổ bạc đạn 1.5. Xuống lip. Và rất là mượt mà thân chu lắm nhá. Bên phải em người đùi đĩa chính hãng của DK xuống sụp rỗng. Gặt đĩa 1.5. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, bác nhìn thấy rõ cái khung hình xe bác này rất là đẹp, rất là khỏe xe. Cái dòng Java thương hiệu Ý có phiên bản nâng cấp hơn so với dòng Shiroro, dòng Fuyoko. Xe rất là mới nhé, em đánh giá trên 90% xe. Sử dụng cái đường group chính hãng của Shimano 1.5. Đùi đĩa thủng rỗng DK. Càng trước càng là carbon. Meyer, xe Meyer cối lổ bạc đạn. Vâng, em ơi, đánh giá tổng thể xong chiếc Java thương hiệu Ý Fuyoko với group Shimano 1.5 mới tầm 90% xe. Xe rất tốt bên em là 12.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trong ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.